kính chúc ông bà dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Con chúc gia đình bác Duy an khang thịnh vượng. Con chúc gia đình cô Hoa làm ăn phát tài phát lộc để có nhiều tiền lì xì cho phi yến. Vì lì xì càng nhiều thì cô Hoa càng xinh gái. Yeah.